Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải sẽ soi xét đồ tí cô nương, một ạc con lông đao. Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì Khải thấy anh này nằm top tống kim khá là nhiều lần, khá là nhiều trận lâu năm. Và hôm nay thì may mắn thì Khải thấy đứng ở khu vực này thì Khải soi luôn cho anh em xem. Nhìn vào là chắc là con lông đao nha anh em. Đây, anh em thấy cái dòng lá bên ngoài không? Đây là con lông đao ấy. Tí cô nương coi biết hạng bao nhiêu của server. Anh em xem. Con lông đao. Tí cô nương 103 cấp nha anh em, 103 cấp nha anh em. Hạng 20 server. Một ạc khá là đầu tư và cày cấp khá là g. Hạng 20 server. Anh em cùng xem sơ qua. Xem thử cái hiện tại trong trận đấu này được top 7 với 90 mạng. Đây là thông số tống kim trận vừa rồi của anh ta. 90 mạng, chết 42 lần, hồi chết nhiều vậy. Rồi, đây anh em cùng xem sơ qua nha. Cái đao top 30. À, top 20 chứ. Top 20. Binh sắp 31, đó, cùng lồn là top 20 cũng đặt móc 101 nha anh em, cũng đặt móc rồi. Đó. Quá đẹp. Vô tống kim thì cân lắc là full tóc rồi. Rồi gia truyền kháng cả 6. Cái đao này thì Khải không biết bao nhiêu tiền mà Khải với nghĩ cái đao này chắc chắn phải hơn 10 đến 15 kim, hơn 10 đến 15 kim. Một cái nón kháng hỏa cao chống 30. Áo này kim và dây kim. Tại chống 30 có từ cái nón. Và một bao tay kháng hỏa 20. Ngọc bội kháng hỏa. Hai món mộc. Hai món kim. Rồi, một món kim thôi anh em. Một món kim, hai món kim, ba món kim. Đó, dây chuyền kháng cả 6 hoặc kim này. Áo hoặc kim thì lực cao. Kết nón với vũ khí. Rồi, bao tay thì thủy dòng 1. Ngọc bội thì thủy dòng 1 luôn, sinh lực cao. Sinh lực cao, hai món sinh lực khá là cao. Lượng kháng hỏa khá là đều. 17. 20 là 37. 37 với cái này, 21 là 58. 58 với cái dây chuyền này là 64. 64 với cái này xấu nữa là kháng lượng kháng hỏa được 70. Kháng lôi được bao nhiêu? Kháng lôi 10. 19 là 29. Rồi cái này lượng sinh lực khá đẹp. 29 với cái dây 19 nữa là 39, 48. 48 với dây chuyền xấu nữa là hiện tại kháng lôi đang có cho mình là khoảng 6 ít nè. 48, 54 kháng lôi. 54 kháng lôi và khoảng 70 kháng hỏa. Đó, em thấy chưa? Con lông đao nha anh em. Với cái set con lông đao này thì không thấy hiệu ứng lâm trọng anh em. Với set này gọi là cũng đánh tạm ổn chứ còn chưa gọi là mất cái hiệu ứng lắm. Hiệu ứng chưa ổn lắm nè. Hiện tại tính ra chỉ có mỗi cái ba cái nón là chón 40 thôi. Không lâm trọng luôn nè. Set đồ này gọi là tầm trung anh em. Tầm trung nè. Chứ không phải gọi là quá mắc, cũng không phải gọi là quá VIP nè. Đó. Rồi nói chung thì con lông đao này thì Khải thấy khá là nhiều trận đứng top tống kim nên là Khải muốn sau anh em xem. Và anh em muốn xem cao thủ nào ở cái những trận tống kim này thì cứ comment ở dưới video. Khải nếu Khải may mắn hoặc là Khải có kết bạn hào hữu thì Khải dễ bị em và sau đồ cho anh em xem tiếp theo nha. Và anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Tí Cô Nương cũng như Khải Minh một like chia sẻ video này nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em.